Mến chào quý vị và các bạn, Cương Duyên xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu lọ lộc bình chiều cao 60cm, họa tiết chỉ đào Trường Xuân ạ. Họa tiết chỉ đào Trường Xuân được các họa sĩ tại Cương Duyên cẩn tác trên cặp lộc bình với họa tiết mai đào Trường Xuân thể hiện cho sức sống mãnh liệt, hoa mẫu đơn thể hiện cho sự phú quý cát tường. Phía trên phần cổ của cặp lọ đó là họa tiết hoa cúc biểu tượng cho sự may mắn trường thọ bình an, và phía sau đó là họa tiết hoa sen biểu tượng cho sự an lành. Điều đặc biệt của cặp lọ lộc bình 60cm này đó là họa tiết phần diềm được các họa sĩ chế tác tại phần cổ tạo cho cặp lọ có hình dáng và có hình dáng nhìn rất là trang nghiêm ạ. Họa tiết hài hòa chân thực đem lại linh khí an nhiên cho không gian thờ tự linh thiêng cao quý của gia đình. Với hình dáng và kích thước của cặp lộc bình thì sẽ được lựa chọn để trưng bày trên ban thờ ở phía hai bên đầu ban thờ. Ngày thường thì chúng ta có thể dùng để cắm hoa sen gỗ, còn trong những dịp Tết thì chúng ta có thể lựa chọn cắm hoa đào ạ. Quý vị hãy ghé thăm hệ thống xưởng chế tác và showroom nhà cây gốm sứ Cương Duyên tại khu công nghiệp Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, hoặc liên hệ số hotline 0968 505 268. Tôi là Hà Thu, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo ạ.